quý vị, hôm nay thứ Hai ngày 25 tháng 10 năm 2021, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 10, Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến về báo cáo công tác của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng năm 2021, dự thảo nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến. Cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến, các đại biểu tiếp tục cơ bản tán thành sự cần thiết tổ chức phiên tòa trực tuyến nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc của tòa án trong công tác xét xử, đảm bảo thời hạn xét xử giao luật định, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh, đồng thời cụ thể hóa việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác xét xử, hướng tới xây dựng tòa án điện tử ở nước ta. Tập trung giải trình một số vấn đề xung quanh nghị quyết về phiên tòa trực tuyến, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh đây là vấn đề mới. Trong quá trình chuẩn bị, sau khi xử lý ý kiến của các cơ quan, đặc biệt là cơ quan thẩm tra, Tòa án Nhân dân tối cao sẽ báo cáo Quốc hội hàng năm những cái được, chưa được, bài học rút ra của việc thực hiện phiên tòa trực tuyến. Về vấn đề nguồn lực để đảm bảo cho việc xét xử trực tuyến, Chánh án Nguyễn Hòa Bình thông tin, ngành tòa án đã chuẩn bị và gắn liền với sự hỗ trợ của một số địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bắc Giang. Trước mắt, sau khi được Quốc hội thông qua, việc xét xử trực tuyến sẽ được tiến hành ở một số địa phương đã có sự chuẩn bị chu đáo về hạ tầng, công nghệ thông tin. Phiên tòa trực tuyến nó có yêu cầu về thủ tục tố tụng rất là cao, cho nên là phải có sự tham gia của Bộ Thông tin Truyền thông để đảm bảo cái an toàn và an ninh về mạng, đảm bảo cái thông tin đó, nó đảm bảo các cái yêu cầu về tố tụng. Đây là cái điều mà những người làm công tác xét xử chúng tôi cũng mong đợi, đặc biệt là tại Thành phố Hồ Chí Minh, xuất phát từ cái thực tiễn của cuộc sống. Vì hiện nay rất nhiều đương sự ở các tỉnh thành khác nhau đang hội tụ về Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc đương sự làm việc ở nước ngoài rất muốn tham gia tố tụng tại phiên tòa, nhưng vì cuộc sống mưu sinh không thể có mặt trực tiếp tại phiên tòa nên hình thức xét xử trực tuyến tạo điều kiện rất thuận lợi cho người dân. Cũng tại phiên thảo luận, đại biểu đã có nhiều ý kiến về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác phòng chống tham nhũng những năm 2021. Liên quan đến vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng thất thoát, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí kiến nghị chính phủ nên có lộ trình cho việc hạn chế sử dụng tiền mặt, các hoạt động kinh tế minh bạch thì chống tham nhũng thu hồi tài sản mới tốt được. Gần đây, có một số đối tượng có hành vi thông qua hoạt động từ thiện, tranh chấp nhau, xung đột, có hành vi lợi dụng mạng xã hội gây mất trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng thuần phong mỹ tục, gây phản cảm trong đời sống xã hội. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí cho biết, thời gian tới, các cơ quan tố tụng sẽ xem xét hành vi này, xử lý nghiêm để bảo đảm trật tự kỷ cương của xã hội. Trong tuần làm việc trực tuyến thứ hai của kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, từ ngày 25 cho đến ngày 30 tháng 10 năm 2021, Quốc hội sẽ dành nhiều thời gian cho công tác xây dựng pháp luật. Chương trình làm việc hôm nay 25 tháng 10 dự kiến có các nội dung. Buổi sáng, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Hình sự, thảo luận ở tổ về dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thống kê. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn thành phố theo nghị quyết 128 của Chính phủ và quyết định 4800 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời về ban hành thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố đến ngày 24 tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh đạt cấp độ 2. Đối với cấp quận, huyện và thành phố Thủ Đức đạt cấp độ 1. Có 9 trên 22 địa phương, gồm quận 1, 7, 8, 10, Gò Vấp, Tân Bình, huyện Cần Giờ, Củ Chi, thành phố Thủ Đức. 12 trên 22 địa phương đạt cấp độ 2, gồm quận 3, 4, 5, 6, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Phú, huyện Hóc Môn, Nhà Bè, Bình Chánh. 1 trên 22 địa phương đạt cấp độ 3 là quận Bình Tân. Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các sở ban ngành,
Ủy ban Nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức căn cứ cấp độ dịch được công bố để triển khai các biện pháp hành chính, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong lĩnh vực và trên địa bàn phụ trách. Sau gần 4 tháng ngừng hoạt động, chợ đầu mối Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh hiện đang mở cửa kinh doanh. Đây là chợ đầu mối nông sản thực phẩm đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh hoạt động trở lại sau thời gian giãn cách xã hội. Thưa quý vị, bắt đầu hoạt động trở lại từ ngày 21 tháng 10 thì chợ đầu mối Hóc Môn là một trong những khu chợ hoạt động với 50% công suất, và hiện nay thì trong khu chợ này chỉ có khoảng 100 sạp của các tiểu thương hoạt động trở lại. Sống mình dựa vô cái nghề kinh doanh này là đã là mười mấy năm rồi. Thì bây giờ được hoạt động lại thật chất rất là vui, mà được gặp mọi người đồ vui dữ lắm. Nhưng mà tình trạng chợ vẫn còn khó khăn. Ban quản lý chợ đang rất là cố gắng, nhưng mà mọi người phải cùng nhau cố gắng thì mới được. Hiện tại bây giờ cái vụ em tiêu thụ khoảng cơ chỉ có 1/3 so với bình thường. Trước mắt thì mình muốn cái chợ là phải đảm bảo an toàn về cái vấn đề dịch, để cho đảm bảo an toàn cho tiểu thương buôn bán. Thứ hai nữa là cái tình hình dịch nó sẽ giảm đi, để cho tiểu thương khi mà mở cửa chợ ra hoàn toàn 100% công suất, mặt hàng nó sẽ phong phú hơn. Trước mắt, từ nay đến ngày 10 tháng 11, chợ đầu mối Hóc Môn sẽ đưa vào hoạt động 50% các điểm kinh doanh rau củ quả và trái cây, 50% các điểm kinh doanh nhà lòng cho thịt khu pha lóc, sau đó căn cứ vào tình hình dịch bệnh trên địa bàn để tiếp tục đưa ra phương hướng hoạt động. Những cái lượng hàng mà vào đây thì tất cả đều được đi qua cái cổng kiểm dịch. Rồi trong suốt cái thời gian vừa qua, chúng tôi vừa làm cái điểm trung chuyển mà cũng và ngày từ ngày 21 đến nay thì cũng buôn bán kinh doanh, thì cũng chưa có cái trường hợp nào mà xảy ra cái trường hợp mà lây nhiễm bệnh ở chợ. Dự kiến đầu tháng 11 này sẽ có thêm nhiều chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hoạt động trở lại. Vì vậy, việc mở lại các chợ đầu mối là cần thiết để giúp cho lượng hàng hóa phân phối được đảm bảo. Dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, thành phố Hồ Chí Minh bước vào trạng thái bình thường mới, phục hồi và phát triển kinh tế. Mỗi người dân cần tiếp tục thực hiện tốt thông điệp 5K sau khi đã tiêm đủ liều vaccine và đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội. Trước khi quay lại thành phố Hồ Chí Minh, người dân có thể liên hệ trước với Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh qua tổng đài 1088, nhấn số 155 hoặc truy cập website tại địa chỉ www.siêuthivietlam.vn để được hỗ trợ thủ tục, quy trình hoặc hỗ trợ kết nối với doanh nghiệp để trao đổi trước, nhằm giúp người dân đỡ tốn công sức, thời gian đi lại, hạn chế lây nhiễm dịch bệnh. Hiện nay, Trung tâm đang triển khai chương trình hỗ trợ combo 3-1, nhà trọ không đồng, test nhanh miễn phí và giới thiệu việc làm ngay lập tức. Triển khai từ ngày 1 tháng 10 cho đến ngày 30 tháng 11 năm 2021. Ngoài ra, người lao động trước khi qua doanh nghiệp phỏng vấn việc làm thì có thể ghé trung tâm số 1A Nguyễn Văn Lượng, phường 6, quận Gò Vấp trong giờ hành chính, có thể không cần đăng ký trước để được test nhanh miễn phí. Người dân nói chung và người lao động nói riêng trở lại thành phố Hồ Chí Minh đều được hỗ trợ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 và mũi 2 tại doanh nghiệp, địa phương cư trú hoặc địa bàn giáp ranh với thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, thành phố cũng vận động, huy động các chủ nhà trọ, giảm miễn giá tiền thuê trong khoảng thời gian nhất định để hỗ trợ cho người lao động ổn định lại cuộc sống. Riêng khu vực lưu trú cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, thành phố đã giao cho Sở Xây dựng và các ngành địa phương liên quan khảo sát và báo cáo đề xuất. Tour du lịch đường thủy thương mại đầu tiên tuyến bến Bạch Đằng quận 1 đi Cần Giờ đã được khởi động trở lại sau thời gian giãn cách. Đây là chương trình do Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, Sài Gòn Tourist tổ chức theo lộ trình khôi phục hoạt động du lịch thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện thích ứng an toàn với COVID-19 do Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành. Thưa quý vị, chương trình tham quan đường thủy Bạch Đằng Cần Giờ là sản phẩm mới của du lịch thành phố sau thời gian dài tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch bệnh. Khởi hành từ bến Bạch Đằng, từ trên tàu cao tốc, du khách có thể ngắm nhìn cảnh quan dọc theo hai bên bờ sông từ quận 1 về hướng Cần Giờ, sau đó thưởng lãm và trải nghiệm cảnh đẹp ở Thạnh An, Thiền Liền, Vàm Sát và các sản phẩm ẩm thực độc đáo riêng có của hệ sinh thái vùng ngập mặn. Sau nhiều tháng giãn cách thì hôm nay là cái tour đầu tiên đối với mình, mà mình rất là cảm thấy là hài lòng và rất là hân hạnh khi khách sạn Caravan đã thưởng cho nhân viên ở lại ba tại chỗ
là một cái chuyến du lịch mình rất rất là ngoài sự nhân mong đợi của mình. Du lịch bằng đường sông là mình quan sát được nhiều thứ từ trên tàu. Tôi cũng mong muốn rằng mình sẽ có được nhiều chuyến đi như thế này nữa để cho mình thoải mái hơn sau những ngày làm việc căng thẳng. Resort Tourist sẽ tiếp tục đưa ra những cái sản phẩm đáp ứng những cái nhu cầu đa dạng phong phú của du khách ở tại thành phố Hồ Chí Minh và có thể những cái vùng mà chúng ta liên kết đảm bảo an toàn khép kín. Và những cái sản phẩm này đặc biệt là phải rất là linh hoạt, thích ứng với cái điều kiện mới. Sau chuyến tham quan đầu tiên, thành phố sẽ phối hợp với các quận huyện và doanh nghiệp lữ hành tiếp tục khai thác xây dựng các chương trình tham quan bằng đường sông đi Cần Giờ 2 ngày 1 đêm, các chương trình tham quan theo hướng Bạch Đằng Củ Chi kết nối với Bình Dương, tuyến Bạch Đằng quận 7 Cần Giờ, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch phục vụ du khách. Đối với các doanh nghiệp lữ hành, ngoài cái việc chúng ta sẽ tính toán tổ chức lại các tour, tuy nhiên thì tình hình du lịch trong cái thời điểm mà chúng ta còn phải sống chung với dịch bệnh thì chúng ta phải suy nghĩ ra những cái sản phẩm, suy nghĩ những cách thức để tạo sự thoải mái mà an toàn cho người dân. Những chuyến du lịch an toàn với sự tham gia của những vị khách đầu tiên đã tạo được hiệu ứng tích cực, khẳng định hướng đi đúng trong giai đoạn đầu mở cửa. Bên cạnh đó, thành phố cũng hợp tác liên kết du lịch với các tỉnh thành khác, góp phần kích cầu thị trường du lịch nội địa trong tình hình mới. Bộ Giao thông Vận tải đã thành lập hai đoàn kiểm tra công tác tổ chức hoạt động vận tải trên toàn quốc bắt đầu từ hôm nay 25 tháng 10. Nhiệm vụ của đoàn là kiểm tra công tác tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực là đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Thời gian kiểm tra trong quý tư năm nay, tại Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố, các cảng hàng không, ga đường sắt, bến xe, đơn vị vận tải, trạm dừng nghỉ trên đường bộ, cảng, cảng bến thủy nội địa, nơi xếp dỡ hàng hóa trên địa bàn các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam từ Thanh Hóa trở vào. Các báo số ra sáng nay đưa tin, tối 24 tháng 10 tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức trao giải báo chí quốc gia lần thứ 15 năm 2020. Do tình hình dịch COVID-19, thay vì tổ chức thường lệ vào ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, lễ trao giải phải chờ đợi thêm 4 tháng. Năm 2020 cũng là năm ghi nhận số tác giả tác phẩm tham dự lớn nhất từ trước đến nay, hơn 1.800 tác phẩm tham dự. Các tác phẩm đoạt giải là những tác phẩm tiêu biểu về nội dung và hình thức, có tính định hướng dư luận xã hội. Nhiều tác phẩm đã cho thấy hiệu quả tác động xã hội tốt, được các cơ quan chức năng tiếp thu, giải quyết. Dư luận xã hội đánh giá cao về vai trò phát hiện, phản biện, đấu tranh, phê phán, cũng như biểu dương xây dựng của báo chí. Hội đồng giải báo chí quốc gia đã chọn 150 tác phẩm vào vòng chung khảo để trao một giải đặc biệt, 9 giải A, 25 giải B, 45 giải C, 32 giải khuyến khích. Thích ứng an toàn nhưng không chủ quan lơ là với dịch COVID-19 là bài viết của đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Từ kinh nghiệm của những làn sóng dịch trước đây, đồng chí chia sẻ những suy nghĩ và mong muốn người dân, chính quyền địa phương tiếp tục cảnh giác, nêu cao trách nhiệm phòng chống dịch bệnh, sẵn sàng mang cái riêng của mình, ý thức trách nhiệm cá nhân góp vào cái chung để mở ra bước ngoặt mới trong công tác phòng chống dịch và khôi phục kinh tế. Với trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, người dân cần phải tuân thủ nguyên tắc 5K, sử dụng khai báo QR tại các chốt kiểm soát và cài đặt các ứng dụng về COVID-19. Khi có thông báo tiêm vaccine trên địa bàn, người dân cần đăng ký và chủ động tiêm chủng. Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã có chuyển biến tích cực, ca bệnh đã giảm đáng kể, nhưng nguy cơ bùng phát đợt dịch mới luôn tiềm ẩn. Thực tế qua ghi nhận của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh tại một số địa điểm công cộng, quán ăn, nhiều người không đeo khẩu trang, thiếu giãn cách, tụ tập đông người. Một số lãnh đạo các quận huyện cho biết thường xuyên cử lực lượng nhắc nhở người dân tuân thủ quy định phòng chống dịch. Tuy nhiên điều này còn phụ thuộc vào ý thức người dân khi mà lực lượng không thể có mặt 24/24 giờ. Tại hội nghị trực tuyến kiểm điểm đánh giá 10 ngày thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết về cơ bản đã kiểm soát được tình hình dịch tại các địa bàn trọng điểm như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai và một số địa phương khác. Tuy nhiên, sau khi nới lỏng giãn cách, lượng người đi lại từ vùng có dịch về các địa phương rất nhiều và đã xuất hiện các ổ dịch mà nguồn lây chủ yếu là những người trở về từ các vùng dịch. Bộ Y tế chỉ đạo địa phương và các đơn vị liên quan rà soát tất cả những người đi về từ các tỉnh thành phố có số ca mắc,
tăng cường chủ động giám sát, xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao, nhất là những người về từ các địa phương cấp độ dịch là 3, 4. Các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, tổ chức cách ly, theo dõi sức khỏe phù hợp và xử lý kịp thời các ổ dịch COVID-19. Số ca mắc mới tại Hàn Quốc hôm qua đã giảm xuống dưới ngưỡng 1.500 ca trong bối cảnh làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư tại đất nước này đang từng bước được kiểm soát. Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA, nước này ghi nhận 1.423 ca mắc mới, trong đó có 1.395 ca lây nhiễm cộng đồng. Số ca mắc mới trong ngày hôm qua thấp hơn so với mức 1.508 ca ghi nhận một ngày trước đó, đồng thời đánh dấu ngày thứ 16 liên tiếp số ca mắc mới dưới mức 2.000 ca một ngày. Cũng theo KDCA, với thêm 21 ca tử vong, tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Hàn Quốc hiện tăng lên thành 2.766 ca. KDCA cũng cho biết 70,1% dân số nước này đã được chủng ngừa đầy đủ. Chính phủ Hàn Quốc đang từng bước loại bỏ các biện pháp hạn chế phòng chống COVID-19 để trở lại trạng thái bình thường mới vào đầu tháng 11 tới. Theo đó, cho phép tập trung các nhóm không quá 8 người tại cùng một địa điểm ở thủ đô Seoul và các khu vực lân cận bắt đầu từ ngày 25 tháng 10, trong đó 6 người phải được tiêm phòng đầy đủ. Lần đầu tiên kể từ tháng 5, tỷ lệ mắc mới COVID-19 tại Đức trong 7 ngày đã lên tới 100 ca trên 100.000 người sau khi số ca mắc gia tăng trong những tuần gần đây. Theo Viện Dịch tễ Robert Koch, tỷ lệ mắc bệnh trong một tuần trước đó là 68,7 ca trên 100.000 người. Bộ Y tế Đức cho biết xu hướng gia tăng số ca mắc COVID-19 trong tuần qua trở nên rõ ràng ở hầu hết mọi nhóm tuổi và dự báo số ca mắc sẽ tăng mạnh trong mùa thu và mùa đông. Trong 24 giờ qua, nước Đức ghi nhận thêm 86 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 95.077 ca. Nước này cũng có thêm 15.145 ca mắc mới, tăng 31% so với 8 ngày qua. Đến nay, hơn 66% trong tổng dân số khoảng 83 triệu người của nước Đức đã hoàn thành tiêm chủng, trong khi gần 70% đã được tiêm mũi vaccine đầu tiên. Ả Rập Xê Út, một trong những quốc gia khai thác dầu mỏ lớn nhất thế giới, mới đây đã đặt ra mục tiêu net zero về lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2060. Mục tiêu net zero nhằm đạt được sự cân bằng giữa lượng khí thải sinh ra và lượng khí thải được chuyển hóa trong khí quyển. Mục tiêu net zero vào năm 2060 được Thái tử Mohammed bin Salman đưa ra trong ngày khai mạc Diễn đàn Sáng kiến Xanh Saudi ngày 23 tháng 10, lần đầu tiên được Ả Rập Xê Út tổ chức. Sự kiện diễn ra một tuần trước thềm khai mạc hội nghị của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu COP26 tại Glasgow, Scotland. Thái tử Mohammed cho biết Ả Rập Xê Út sẽ thực hiện kế hoạch mang tên Kinh tế vòng tròn carbon, tập trung vào những công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon. Ông nói thêm rằng Ả Rập Xê Út sẽ cắt giảm 30% lượng khí methane vào năm 2030, nhưng cũng nhấn mạnh việc đảm bảo sự ổn định của thị trường dầu mỏ. Diễn đàn Sáng kiến Xanh Saudi được cho là sẽ thu về khoản đầu tư khoảng 186,6 tỷ đô la Mỹ nhằm mục tiêu loại bỏ 278 triệu tấn khí carbonic một năm, tăng mạnh so với mục tiêu trước đó là 130 triệu tấn một năm. Ả Rập Xê Út cũng sẽ nâng việc sử dụng năng lượng tái tạo lên mức 50% vào năm 2030 và trồng hàng tỷ cây xanh ở vùng sa mạc. Theo một cuộc thăm dò do hãng Gallup thực hiện, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Joe Biden trong 9 tháng đầu nhiệm kỳ đã sụt giảm nhanh hơn bất kỳ người tiền nhiệm nào khác kể từ năm 1945. Tỷ lệ ủng hộ ông chủ Nhà Trắng đã giảm 11,3 điểm phần trăm từ mức 56% trong 3 tháng sau khi nhậm chức xuống mức 44,7% trong 3 tháng gần đây. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ dành cho người tiền nhiệm của ông là cựu Tổng thống Donald Trump chỉ giảm 4,4% trong 9 tháng đầu nhiệm kỳ. Theo tờ Telegraph, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden sụt giảm mạnh trong tháng 7 là do số ca mắc COVID-19 tăng mạnh và tỷ lệ này tiếp tục đi xuống sau cuộc rút lui hỗn loạn của quân đội Mỹ khỏi Afghanistan hồi cuối tháng 8 vừa qua. Tỷ lệ ủng hộ trung bình 44,7% từ tháng 7 đến tháng 10 được coi là mức thấp nhất so với 11 Tổng thống Mỹ khác từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ 2. Chỉ có 4% những người đảng Cộng hòa ủng hộ ông Biden, trong khi có đến 78% cử tri Cộng hòa tại Mỹ muốn ông Donald Trump tái tranh cử vào Nhà Trắng. Tuyển dụng nhân viên đã trở thành một nhiệm vụ khó khăn tại Mỹ. Người lao động xứ sở cờ hoa cũng đang tỏ ra kén chọn hơn. Chủ các doanh nghiệp và các nhà thầu phụ đang phải chịu đựng vấn nạn này. Peter Chekichan sở hữu một nhà máy bia nhỏ ở Long Island, New York. Công việc kinh doanh hoạt động tốt,
nhưng giống như mọi nơi khác ở Mỹ, công ty gặp khó khăn trong việc tuyển dụng nhân viên. Chúng tôi đều phải đảm nhận nhiều vai trò, làm việc nhiều giờ. Để duy trì hết công suất, chúng tôi phải giữ cho nhân viên làm toàn thời gian khoảng 7 ngày một tuần. Tuy nhiên, các bồn chứa của nhà máy bia vẫn không hoạt động do đứt gãy chuỗi cung ứng. Điều này đang làm chậm sự phục hồi kinh tế toàn cầu. Vật liệu mất nhiều tháng để đến nơi. Ngoài ra, việc thiếu nhân sự trong số các nhà thầu phụ cũng gây ra sự chậm trễ. Họ phải tìm kiếm nhân lực tại một hội chợ việc làm. 27 nhà tuyển dụng đang có mặt ở đó, với nỗ lực thu hút các nhân viên tiềm năng. Người tìm việc thì cảm thấy thị trường đang có lợi cho mình. Tôi đã có rất nhiều cuộc phỏng vấn, tôi nhận được rất nhiều phản hồi tốt từ các nhà tuyển dụng. Họ sẵn sàng đào tạo bạn về rất nhiều thứ, có rất nhiều vị trí khác nhau có sẵn, trong khi 5 hoặc 6 năm trước, có lẽ chúng đã không được mời chào như vậy. Theo công ty tổ chức sự kiện, lương và phúc lợi không phải là lý do khiến việc tuyển dụng này gặp khó khăn. Sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống đang trở nên quan trọng hơn nhiều so với trước khi có đại dịch, đặc biệt là ở các thế hệ trẻ, cũng như khả năng làm việc từ xa. Những công việc cần thiết phải có mặt tại chỗ rất khó thuê người. Để trở lại mức lực lượng lao động trước khủng hoảng, hiện tại Mỹ đang thiếu 3 triệu lao động. Với 10 triệu việc làm còn trống ở Mỹ, các công ty hiện đang cung cấp nhiều quyền lợi hơn như bảo hiểm y tế hoặc quỹ lương hưu khi nghỉ hưu. Tập đoàn bất động sản Evergrande của Trung Quốc hôm qua thông báo đã nối lại hoạt động của hơn 10 dự án tại 6 thành phố. Tuyên bố được đưa ra sau khi Evergrande tạm thời thoát khỏi bờ vực vỡ nợ khi thanh toán được một khoản lãi trái phiếu. Động thái này đã khiến cho giới đầu tư phần nào cảm thấy an tâm. Các dự án bất động sản của Evergrande đã tạm dừng hoạt động sau khi tập đoàn này chậm thanh toán cho các nhà thầu và nhà cung cấp. Tuy nhiên, trong thông báo mới nhất được đăng tải trên WeChat, Evergrande thông báo một số dự án đã bước vào giai đoạn trang trí nội thất, một số tòa nhà đã hoàn tất việc xây dựng. Evergrande khẳng định những nỗ lực đảm bảo việc xây dựng nhằm lấy lại niềm tin của thị trường, trong đó có cả dự án xây dựng một trong những sân vận động bóng đá lớn nhất thế giới ở Quảng Châu. Mới đây nhất, Evergrande đã thanh toán lãi trái phiếu trị giá 83,5 triệu đô la Mỹ. Đây là khoản lãi trái phiếu nước ngoài đầu tiên mà Evergrande chi trả vào ngày 23 tháng 9. Trong thời gian còn lại của năm nay và năm sau, Evergrande còn một loạt đợt thanh toán nợ trái phiếu trong và ngoài nước khác, ước tính tổng giá trị lên đến khoảng 7,4 tỷ đô la Mỹ. Trở lại với các tin tức trong nước, trong 9 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt xấp xỉ 6,2 tỷ đô la Mỹ. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam nhận định, năm nay kim ngạch xuất khẩu thủy sản dự kiến sẽ đạt 8,4 tỷ đô la Mỹ. Hiện một số dự báo xuất khẩu thủy sản sẽ phục hồi trở lại kể từ tháng 10 năm 2021 khi nhiều tỉnh thành phố phía Nam dần nới lỏng giãn cách xã hội. Các doanh nghiệp ở miền Tây nhanh chóng khôi phục sản xuất, hầu hết các nhà máy thủy sản đạt trên 70% công suất. Đây là thời điểm các doanh nghiệp sản xuất để đáp ứng nhu cầu dịp cuối năm từ các thị trường nhập khẩu lớn. Với nhu cầu từ Hoa Kỳ, EU ở mức cao, xuất khẩu thủy sản trong các tháng cuối năm dự báo sẽ phục hồi mạnh trở lại. Để đảm bảo cung cấp điện đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế đất nước cũng như đời sống sinh hoạt của nhân dân, trong văn bản trình Thủ tướng mới đây, Bộ Công Thương đã đề xuất 5 giải pháp chính hạn chế nguy cơ thiếu điện vào năm 2022. Đó là thực hiện rà soát các dự án điện đang xây dựng và đưa vào vận hành trong giai đoạn 2021-2025, đưa ra các giải pháp nhằm đảm bảo tiến độ đã đề ra, chủ động tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong đầu tư xây dựng và vận hành các công trình nguồn và lưới điện. Tiếp đến là rà soát các dự án có khả năng đẩy sớm tiến độ xây dựng và đưa vào vận hành để bổ sung khả năng cấp điện sớm trong giai đoạn từ nay cho đến năm 2025. Nghiên cứu thêm các giải pháp nhằm vận hành an toàn hệ thống điện, nhất là trong điều kiện tỷ lệ nguồn điện năng lượng tái tạo ở mức cao. Cùng với đó, khẩn trương triển khai xây dựng các đường dây, trạm biến áp giải tỏa công suất các dự án hiện hữu, nhất là các công trình năng lượng tái tạo. Đồng thời, Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo EVN triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn vận hành, đặc biệt là hệ thống truyền tải điện 500 kV Bắc Nam và hệ thống truyền tải điện. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước Nguyễn Kim Sơn đã ký quyết định thành lập 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2021. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021. Theo đó, thời điểm cuối cùng ứng viên nộp hồ sơ tại Hội đồng Giáo sư Cơ sở là ngày 29 tháng 10. Lịch làm việc cụ thể của Hội đồng Giáo sư Cơ sở, Hội đồng Giáo sư Ngành, Liên ngành và Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ được công bố sau.
Mưa lớn liên tiếp trong hai ngày qua đã khiến tỉnh Quảng Ngãi ngập ở hầu hết các huyện đồng bằng, nhiều khu dân cư bị chia cắt vì mưa lũ. Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Bình Sơn vẫn ngập sâu, khiến giao thông bị ảnh hưởng. Tại cầu Ô Sông, xã Bình Long, có vị trí nước sâu tới nửa mét, chảy rất xiết. Các phương tiện qua lại khu vực này di chuyển rất khó khăn. Một số xe buộc phải quay đầu, số khác phải dắt bộ một đoạn dài vì chết máy. Tối nay mình đứng ở đây á, là mình đã cản người dân ai xa đi á, là mình không cho họ đi. Rất là nhiều người không có lẽ, chứ cũng có một vài người họ quyết tâm họ đi, nhưng mà vẫn dắt xe lại thôi, không thể qua được. Để giảm thiểu tình trạng ùn ứ, xe tải gầm cao được huy động để trung chuyển xe máy qua khu vực nước sâu, chạy xiết theo nhu cầu. Lực lượng cảnh sát giao thông được phân công chốt chặn tại vòng xoay Võ Văn Kiệt, xã Bình Long để cảnh báo, phân luồng hướng dẫn các phương tiện đi hướng khác an toàn hơn. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, trong vài ngày tới, trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục xuất hiện mưa to nên khả năng ngập sâu diện rộng vẫn có thể xảy ra. Chính vì vậy, người dân cần hết sức đề phòng, cẩn thận khi qua lại những khu vực nguy hiểm. Mưa lũ kéo dài trong những ngày qua ở Quảng Nam khiến cho tuyến đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi đoạn qua địa phận tỉnh bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông. Chính quyền tỉnh Quảng Nam đã trực tiếp kiểm tra công tác cứu hộ cứu nạn, xử lý hiện trường sạt lở để thông tuyến, đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông. Theo đại diện Cục Quản lý Đường Bộ 3, mưa to liên tục khiến cho ta luy dương bên trái tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi qua địa phận huyện Núi Thành sạt lở nặng. Với những nỗ lực của đơn vị thi công, đến 15 giờ ngày 24 tháng 10, các phương tiện trên tuyến cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi đã được lực lượng chức năng hướng dẫn phân luồng và thông tuyến, đảm bảo lưu thông an toàn. Lực lượng chức năng cùng với người dân tại thôn An Lương, xã Long Giang, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước đang khẩn trương khắc phục hậu nước dâng cao do mưa nhiều và ảnh hưởng xả lũ của thủy điện gây ngập cầu, nhà cửa, vườn cây. Trước đó, chiều ngày 23 tháng 10, nước sông dâng lên gây ngập ở cây cầu sắt An Lương và cầu Kinh Tế, ngập vào nhà người dân, ngập úng cây trồng. Hiện giao thông đã được nối lại, người và phương tiện lưu thông bình thường. Theo những hộ dân, đây là lần đầu tiên bị ngập sau vài năm trở lại đây. Mưa liên tục và xả lũ của thủy điện đã dẫn đến nước dâng cao đột ngột. Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 1 giờ sáng nay 25 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo sông Tử Tây khoảng 140 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 cho đến 50 km một giờ, giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 80 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Trong 24 cho đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 cho đến 15 km, đi vào khu vực từ Bình Định cho đến Bình Thuận, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên Biển Đông, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa ban hành công điện khẩn. Công điện nêu rõ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Bà Rịa Vũng Tàu, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải, Ngoại giao và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm công điện số 1420 ngày 23 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ để ứng phó, khắc phục tình hình mưa lũ và vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền biết để chủ động phòng tránh, tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Các cơ quan thông tin đại chúng từ trung ương đến địa phương tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của áp thấp đến với các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau cũng trong khung giờ từ 6 giờ cho đến 6 giờ 30 phút trên kênh HTV9. Xin kính chào tạm biệt.